Trong Angular thì component đó là các cái thành phần cốt lõi nhất, nó tạo ra cái giao diện của cái trang web, đúng không? Thì nó có rất nhiều các vấn đề xoay quanh cái component. Ở đây chúng ta sẽ khai thác vào các cái vấn đề mà nó liên quan trực tiếp đến các cái chức năng cơ bản nhất của một website. Đấy, ví dụ như làm thế nào để hiển thị dữ liệu ra, làm thế nào để có thể kết nối các cái khối component lại với nhau, kết nối các cái khối giao diện lại với nhau, làm thế nào để áp dụng các cái luật CSS vào trong các cái khối giao diện, làm thế nào để lấy dữ liệu từ form, làm thế nào để chuyển từ trang web nội sang trang web kia. Đấy, chúng ta sẽ học những cái rất cơ bản như thế. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ học đến cái phần component style. Thì khi chúng ta học ở chương 2, các em đã được làm quen với cả CSS, đúng không? CSS đó là các cái luật quy định cách biểu diễn của các cái thành phần HTML. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là màu sắc, ví dụ như là kích thước, ví dụ như là vị trí, đúng không? Và một số các cái kiểu hiển thị khác nữa. Thì chúng ta biết là khi chúng ta học về cái phần thiết kế ra giao diện của một website, thì cái sự kết hợp của HTML và CSS lại với nhau thì chúng ta mới có được một cái giao diện mà chúng ta cần thiết kế, đúng không? Nếu mà chỉ riêng HTML, chỉ riêng HTML thì vẫn có thể tạo ra các cái giao diện mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta không dùng CSS thì cái công việc mà chúng ta thiết lập màu sắc, kích thước, kiểu hiển thị nó rất là nó rất là tốn thời gian và rất là khó quản lý. Đấy. Nhưng mà nhờ sử dụng cái cơ chế CSS, các luật CSS mà chúng ta có thể có một cái phương pháp để chúng ta ấn định các cái kiểu hiển thị cho các thành phần nó được thống nhất, nó được có tính tổ chức hơn, đúng không? Thì về bản chất, một cái khối giao diện trong Angular nó cũng là một cái khối HTML, nó cũng gồm các cái thẻ HTML. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng CSS cho cái khối HTML đó được không? Đấy, câu trả lời là tất nhiên là được. Thì cái việc sử dụng CSS với các cái component thì người ta gọi là component style. Thì ở đây người ta có hai cách để mà chúng ta có thể khai báo được cái CSS trong một cái component. Thì trong cái bài hôm trước, khi mà chúng ta tạo ra một cái component, thầy đã giới thiệu với các em là một cái component thì nó là một sự kết hợp của ba yếu tố lại với nhau, đúng không? Đó chính là một cái file HTML gọi là một cái template, một cái file TypeScript mà gọi đơn giản nó là file code, và một cái file nữa đó chính là file CSS. Vậy thì làm thế nào để khai báo được CSS trong component? Thì ở đây chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta khai báo cái luật CSS ngay trong cái phần metadata của component. Nếu mà chúng ta mở một cái component ra, các em sẽ thấy một cái a:component, đúng không? Trong cái chỉ dẫn a:component này thì bên trong nó là các cái chỉ dẫn, là cái template là gì, đúng không? Cái style là gì. Thì trong cái style này thì chúng ta có thể đặt thẳng các cái luật CSS vào đây, ở trong cái ngoặc vuông này của cái thuộc tính style, đúng không? Nhưng mà một cách khác thì nó quy củ hơn, và đây là cách mà chúng ta vẫn thường dùng, đó chính là
đặt tất cả các cái luật CSS vào một cái file CSS riêng. Và sau đó chúng ta dẫn cái file CSS này vào trong cái phần chỉ dẫn của component, trong cái phần metadata của component. Thì ở đây chúng ta có thể đưa nó bằng gì nhỉ? Style URL, đúng không? Sau đó thì mở một ngoặc vuông, chúng ta đặt cái luật, đặt cái file mà chứa luật CSS vào đây. Thường thì cái file chứa luật CSS dành cho cái component cụ thể nào đó thì nó nằm ngay cạnh cái file TypeScript. Vì thế cho nên cái đường dẫn của nó rất đơn giản, đúng không? Lưu ý đây là một cái mảng nhá. Thuộc tính này nó là một cái mảng. Cái style ở trên cũng thế, đây là một cái mảng. Thầy ví dụ chỉ đưa vào một cái đối tượng của mảng thôi. Các em có thể thêm vào nhiều item cho cái mảng này. Ví dụ cái style ở trên này chúng ta có thêm vào nhiều luật khác, không chỉ có một luật H1. Cái bên dưới này chúng ta có thể đưa vào nhiều cái file CSS khác, không chỉ mỗi cái file cái file mình đang trên ví dụ đây. Rồi vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng các cái luật CSS khai báo ở phần metadata thì nó có gì khác biệt với cả sử dụng luật CSS như bình thường? Như bình thường là như nào? Ở đây các em chú ý nhá, chúng để áp dụng một cái luật CSS thì ở đây trong Angular nó có hai chỗ khi mà chúng ta có thể đặt các luật CSS vào. Đầu tiên chính là cái chỗ mà giống như bất kỳ một cái website nào, đó chính là đặt vào một cái file style.css. Thì đặt các luật vào file style.css này người ta gọi là gì nhỉ? Global style nghĩa là các luật CSS áp dụng cho toàn bộ trang web. Đấy, thì đặt vào cái file CSS này. Còn các cái luật dành CSS mà dành cho một cái component thì người ta sẽ đặt vào trong các cái file CSS của riêng từng cái component. Đấy, thì nó có hai chỗ như thế. Ở đây thì chủ yếu là trong bài học này chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến các cái luật CSS dành riêng cho mỗi một cái component. Đấy. Thì dành riêng nghĩa là gì? Dành riêng nghĩa là các luật CSS này nó chỉ tác động lên các cái template của component hiện đại khai báo ra luật, mà nó không tác động lên các component khác. Thậm chí ngay cả con của component nó có thể chứa nhau, đúng không? Thì luật tác động lên component cha và luật tác động lên component con hoàn toàn tách biệt nhau. Luật tác động lên cha nó sẽ không ảnh hưởng đến component con chứa trong nó. Thì đây nó là một đặc điểm mà có lẽ là cái nền tảng lập trình frontend nào nó cũng cho phép chúng ta làm như thế này. Và coi như đây chính là cái cách. Đây chính là cái cách gần như là mặc định, đúng không? Khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện định dạng kiểu hiển thị các cái component, các cái khối giao diện trên một cái trang web. Với một trang website thông thường, chúng ta thiết kế ra cái luật CSS cho toàn trang. Nhưng mà với Angular thì chúng ta thiết kế các luật CSS dành cho từng khối giao diện một. Thì điều đó có lợi gì? Điều đó có một cái lợi rất lớn, đó chính là sự module hóa, đúng không? Đó chính là cái sự độc lập giữa các cái khối giao diện với nhau. Giả sử như là các em làm ra một cái trang Angular, các em chia nhau ra, người này làm 3 cái component, người khác làm 4 cái component. Thì ở đây các luật CSS, thay vì chúng ta phải thống nhất chung với nhau, viết ra chung một cái file từ trước, thì bây giờ khi mà chúng ta viết CSS riêng cho từng component, các em cứ thoải mái viết luật CSS dành cho từng component mình phụ trách mà không sợ xung đột với cả các cái component do người khác viết. Các
kể cả tên luật nó giống nhau chăng nữa, không vấn đề gì cả. Bởi vì các cái luật CSS của cái component nào thì nó sẽ chỉ component đó dùng mà thôi. Đấy. Nó tách biệt lẫn nhau. Thì đây đây là chính là cái cách mà người ta sử dụng cái CSS mặc định cho component. Thì nói là mặc định bởi vì thực sự bởi vì nếu như mà các em muốn dùng chung các cái CSS với nhau giữa các component cũng được, vấn đề gì. Đấy. Hoặc là các em muốn thiết kế ra các cái kiểu luật CSS mà nó ảnh hưởng lẫn nhau giữa các component cũng được, nó cho phép làm điều đó. Đấy. Nhưng tất nhiên để làm điều đó chúng ta sẽ phải bỏ công sức ra và chủ động để làm, chứ không phải là mặc định. Mặc định thì component nào sẽ dùng CSS của riêng nó và nó sẽ không xung đột với các cái CSS của component khác. Ví dụ như ở đây ở trong cái ví dụ hôm trước thì làm tiếp luôn. Ở đây chúng ta có một cái component gốc, đúng không? Component gốc ở đây nó là cái app.component. Trong cái app.component đây, trong cái app.component này, em thấy là cái style URL, đúng không? Nó đang trỏ đến cái file CSS nào đây? Chính là cái app.component.css. Đây, chính là cái này. Nằm ngay cạnh nó luôn. Đấy. Nằm ngay cạnh nó cho nên cái đường dẫn đến nó rất đơn giản. Chỉ là chấm suộc là đến cái app.component.css. Thì cái luật ở cái CSS này nó sẽ áp dụng cho cái khối giao diện, áp dụng cho cái template app.component.html. Hai cái này đi một cặp với nhau, đúng không? Đi một cặp với nhau. Đấy. Nhưng mà nó đi một cặp với nhau không phải do tên của nó đâu. Nó đi một cặp với nhau bởi vì do cái file TypeScript này nó quy định, đúng không? Cái file TypeScript này quy định là cả hai cái này, một cái là thành phần template, một cái là thành phần style, là dành cho cái app component, đúng không? Dành cho cái app component. Bây giờ thầy sẽ viết vài cái luật ở đây nhá, viết vài cái luật ở đây. app.component.css. Chúng ta xem trên cái trang này có cái gì nào. Trên cái trang này có một cái thẻ H1, đúng không? Thầy sẽ áp dụng cái luật cho cái thẻ H1 này. Cho nó thành màu đỏ nhá. Ok. Sau khi thầy chuyển cái này thành màu đỏ, em sẽ thấy là các cái thành phần H1 trên cái trang này nó thành màu đỏ. Đấy, nó thành màu đỏ. Chúng ta có thể inspect nó. Để xem có thành phần. Đúng không? H1 thì màu đỏ. Bây giờ thầy dùng nguyên cái luật CSS dành cho H1 này, thầy sẽ áp dụng nó cho cái component con ở bên trong đó. Thì cái component con ở đây chúng ta có child component, đúng không? Các bài thực hành hôm trước chúng ta tạo ra một cái component con nằm bên trong cái app component này. Thực ra con hay child là do chúng ta cách thực hiện cách mà chúng ta dùng thôi, chứ còn nó vẫn là các cái khối giao diện độc lập. Đây, bởi vì chúng ta nhúng cái một cái khối component con ở bên trong cái khối component root này, component gốc này. Đấy, cho nên cái này thành component con. Ở đây thì sẽ viết ra một cái luật CSS dành cho component con. Thì bây giờ chúng ta xem component con này, cái luật CSS của nó là gì. Chính là cái try component, đúng không? .css. Đây, chính là cái này. Viết thật vào đây nhá.
Bây giờ cái thẻ H1 này thì không cho nó red nữa, cho nó blue. Sau đó thì trong cái component con này chúng ta sẽ dùng cái một cái thẻ H1 để minh họa. Thì sau khi chúng ta áp dụng cái luật H1 dành cho component con, các em sẽ thấy là đây thì cái thẻ H1 của component con nó là màu xanh, trong khi thẻ H1 của component child nó là màu đỏ. Vậy thì sao nhỉ? Ở đây chúng ta có hai luật CSS tên giống hệt nhau, đúng không? Đều là H1. Đúng không? Đều là H1. Nhưng mà một cái màu xanh, một cái thì màu đỏ. Và các em thấy nó không hề xung đột nhau, đúng không? Chẳng có luật nào che đi luật nào cả, không hề xung đột nhau. Đấy. Như vậy thì các luật CSS giữa các cái component nó hoàn toàn tách biệt. Nếu như mà chúng ta nhìn kỹ hơn các cái luật CSS khi mà chúng ta debug cái trang web này, à chúng ta sẽ thấy có một cái thay đổi nhỏ ở tên của luật. Đấy, ví dụ như ở đây, thầy chuột phải lên cái component child nhá, chọn inspect, đấy, click vào nó, các em sẽ thấy đây là luật dành cho component child, đúng không? Cái luật của nó không phải là H1 bình thường, mà nó có thêm một cái đoạn, nó có thêm một cái đoạn định danh, đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta xem cái luật dành cho CSS con, dành cho cái component con. Đúng không? Các em thấy gì nhỉ? Nó cũng không phải luật H1 bình thường, mà là nó mọc thêm một cái đoạn đằng sau nữa. À, vậy thì chính cái đoạn đằng sau này là cái phân biệt giữa các cái luật CSS khác nhau dành cho các cái component khác nhau. Đúng không? Khi mà chúng ta biết, chúng ta chỉ biết là H1, nhưng đến khi mà cái Node.js nó biên dịch cái trang này sang một cái trang web dùng để chạy, thì các em thấy cái luật, tên luật bây giờ nó đã bị biến đổi, nó không còn tên ban đầu nữa, mà nó sẽ gắn theo một cái hậu tố tương ứng với mỗi một cái component trong cái Angular. Đấy. Thì đây chính là lý do tại sao mà các luật không xung đột nhau, bởi vì đơn giản khi biên dịch ra tên của chúng khác nhau. Đấy. Mặc dù vẫn là cái luật H1 thôi. Rồi. Thế về mặc định thì các luật CSS của component nó sẽ không xung đột nhau, nó không ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng nếu chúng ta muốn nó ảnh hưởng lẫn nhau thì sao? Đấy. Thì ở đây có một số cách viết luật CSS đặc biệt cho phép chúng ta có thể tác động luật CSS lên các cái thành phần con hoặc là các thành phần child. Đấy. Ở đây thì lấy ví dụ có mấy luật thế này. Ví dụ như là nếu mà chúng ta thêm cái hai chấm host, thêm hai chấm host này, thì cái luật CSS nó sẽ tác động lên cái thành phần HTML chứa component hiện tại ở component child. Lấy ví dụ như này, chúng ta có cái component cha ở bên bên trái và cái component con ở bên phải. Ở cái component cha bên trái, các em thấy là trong cái template của nó chứa một cái lời gọi đến component con, đúng không?
Và cái luật CSS ở đây, cái luật CSS của component con, cái luật CSS của cái component con, em thấy cái gì nhỉ? Chúng ta có hai chấm post, sau đó là một cái luật quy định, đó là cái gì? Display block border bằng một solid black, nghĩa là gì đấy? Nó định nghĩa cho cái gì? À, cái này theo như định nghĩa, đúng không? Cái này theo như định nghĩa thì đó chính là cái luật CSS mà tác động lên các thành phần HTML chứa cái component hiện tại. Nghĩa là cái luật hai chấm host này nó sẽ tác động lên cái mà nó chứa, cái mà nó chứa cái component con này, chính là cái thẻ HTML mà nó chứa cái abstract. Đặt thử ví dụ nhá. Bây giờ chả giả sử như là trong cái template, đúng không? Trong cái template của cái component cha, chúng ta thấy là nó chứa cái component con nằm bên trong một cái thẻ div, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái CSS của component con, chúng ta tạo ra một cái luật mà nó sẽ tác động lên cái thẻ chứa cái thẻ component con này ở component cha. Để sẽ thêm vào tôi tính border cho nó. Thêm một cái border, nghĩa là thêm một phần khung dày 2 pixel kiểu nét liền và màu đen. Đây. Sau khi thầy thêm cái này vào thì chúng ta thấy cái gì nhỉ? À, chúng ta có một cái gì? Khung màu đen, đúng không? Bao cái component con này lại. Inspect ra. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ nội dung của cái component con này nó đã được bao bởi cái thuộc tính host, đúng không? Cái thuộc tính hiển thị của cái luật host. Thì đây chính là tác dụng của cái luật host. Một cái luật nữa tác động lên các cái component cha, đó là host context. Và một cái luật để tác động lên các cái component con, đó là luật div. Cái luật div này thì nó cho phép
chúng ta tạo ra một cái luật ở component cha, và cái luật đó nó sẽ tác động lên cả các cái component con chứa trong cái luật, trong cái component cha đó nữa. Đây, giả sử như thế này, chúng ta tạo ra một cái luật diff, đúng không? Luật diff áp dụng cho thẻ P, và chúng ta thiết lập cái luật này, nó sẽ thể hiện một cái phông hiển thị, đó là phông italic, nghĩa là chữ nghiêng. Thì cái luật này thì nó sẽ tác động lên cái thẻ P nằm bên trong cái component con, đúng không? Thì đây là cách mà chúng ta thiết lập ra một cái luật mà nó ảnh hưởng xuống cái component con từ component cha. Bây giờ trong component cha thì tạo ra một cái luật tiếp. Dành cho thẻ H1 đi. Không, H1 có rồi. Thẻ P. Đây là của host. Đây, chẳng sợ phone style italic. Bây giờ trong cái thẻ template của cái này thì sẽ đặt cái này nó là thành thẻ P đi. Đúng không? Thay bằng thẻ P thì các em sẽ thấy là ở cái component cha chúng ta đặt ra một cái luật mà nó đã có tác động đến cả cái component con, đúng không? Bằng cái div này thì nó chỉ cho thấy là đây là cái luật mà nó sẽ tác động lên cái component con mà nó chứa trong đó. Thì ở đây thầy đã cho các em xem cái cách để mà chúng ta có thể đặt ra được các mối tương tác giữa các luật CSS, giữa các con lần với nhau. Nhưng mà thực ra thì trong thực tế chúng ta nên hạn chế cái việc sử dụng tác động các luật giữa các con lần với nhau, bởi vì nó sẽ phá vỡ đi cái nguyên tắc lập trình, cái nguyên tắc mà chúng ta tạo ra các cái component. Đó là gì? Độc lập, đúng không? Cố gắng là cái component nào thì nó sẽ chỉ giải quyết việc của component đó và là không liên quan đến các cái component khác, trừ khi chúng nó mới trao đổi dữ liệu với nhau. Còn các luật, tốt nhất chúng ta giữ các luật nó độc lập với nhau để nó không gây ra xung đột. Nếu mà chúng ta liên kết cái nọ với cái kia rất có thể là sẽ gây xung đột, đúng không? Nó sẽ có các hiệu ứng thể hiện mà chúng ta không mong muốn. Thì tuy nhiên là chúng ta nên thiết kế các luật CSS giữa các component một cách độc lập. Nếu mà chúng ta muốn dùng chung thì chúng ta đã có cái style.css này nằm bên ngoài tất cả các cái component. Đây chính là cái phần CSS dùng chung. Nó là một cái phần riêng chúng ta dùng chung các luật CSS giữa các component với nhau. Rồi, phần tiếp theo đó là phần quản lý vòng đời của một cái component. Thì một cái component nó là một cái khối giao diện. Và cái khối giao diện này thì thực tế thì khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ có các cái sự kiện
khi mà cái khối giao diện này nó được kích hoạt, được hiển thị dữ liệu, được load lên trên trang web, người ta gọi nó là các cái phương thức lifecycle hook. Nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi một cái component, các em tưởng tượng nó có một cái vòng đời, đúng không? Và cái vòng đời đó thì nó sẽ có các cái khoảng khắc mà nó được sinh ra khi mà nó được thay đổi dữ liệu, khi mà nó bị hủy đi. Thì các khoảng khắc, các cái sự kiện đó thì chúng ta có thể chủ động nắm bắt được bằng các cái hàm hốc này, đúng không? Hàm hốc này. Đây là cái hàm mà nó sẽ được gọi khi mà cái sự kiện vòng đời của con mình nó xảy ra. Ví dụ như là cái hàm ng on change là cái hàm nó sẽ được gọi khi mà cái Angular nó thay đổi dữ liệu thuộc tính, cái component nó thay đổi dữ liệu thuộc tính của nó. Hay là cái mà hay dùng nhất, nó mặc định có luôn khi mà chúng ta tạo ra một cái component mới, đó là gì? Ng on init. Thì đây là một cái hàm được gọi mỗi khi mà cái component nó khởi tạo xong cái giao diện. Ng on destroy, đó là cái hàm được gọi trước khi Angular nó hủy cái component hiện tại đi. Thì đây là các cái hàm được gọi khi mà sự kiện xảy ra. Anh em chú ý nhé, cái hàm này nó không làm cho sự kiện xảy ra, mà nó được gọi khi mà sự kiện xảy ra. Nó không phải là nguyên nhân, mà nó là cái hệ quả khi mà sự kiện nó xảy ra. Chúng ta nhớ điều đó. Vậy thì ứng dụng của mấy cái hàm này để làm gì? À, mấy cái hàm này thì đôi khi nó khá là hữu dụng trong trường hợp mà chúng ta muốn quản lý dữ liệu của một cái component. Đây, ví dụ như là ở trong một cái try component này, đúng không? Các em thấy là cái này nó có một cái hàm ng on init. Đây là cái hàm được gọi khi mà cái component nó được chạy, à, nó được tải lên, được hoàn thành cái giao diện của nó. Thì trong cái hàm khởi tạo này, chúng ta có thể làm gì? Chúng ta có thể đặt các cái giá trị, thiết lập các cái giá trị khi mà nó tải lần đầu cái component này lên. Ví dụ nó phải lấy dữ liệu từ server xuống để hiển thị, đúng không? Ví dụ cái này thì sẽ đặt cho nó bằng một cái giá trị, cái này thì ban đầu là bằng rỗng nhá, ban đầu nó không có gì. Thế cứ đặt cho nó một cái giá trị sau khi nó khởi tạo xong. Đó, như này chẳng hạn. Đúng không? Các em sẽ thấy là khi mà giao diện nó hiển thị xong, nó load xong cái component con, thì nó sẽ gọi đến cái hàm thiết lập giá trị này, hàm ng on init, để nó thiết lập giá trị cho cái hàm try value, cho cái thuộc tính try value. Thì có lẽ là cái hàm ng on init này là cái hàm hay dùng nhất. Bởi vì chúng ta luôn luôn có việc khi mà chúng ta bắt đầu hiển thị ra một cái component, đúng không? Luôn luôn có những cái việc cần làm trong các khoảng khắc đó. Sau đó thì tùy vào cái hoạt động của component mà chúng ta cần phải can thiệp vào khi nó bị hủy đi, khi nó thay đổi dữ liệu. Và phân biệt hai cái hàm là cái hàm khởi tạo constructor và cái hàm ng on init. Đây là hai cái hàm khác nhau.
nha, đây là hai cái hàm khác nhau. Và nó và cái thứ tự thực hiện thì cái hàm khởi tạo này nó sẽ có trước, sau đó đến mới đến cái hàm ng ordinate này nó gọi đến sau. Đấy, thì có thể lốc nó ra. Rồi, khi mà thầy đặt hai cái lốc vào đây thì các em sẽ thấy ngay là cái quá trình khởi tạo các khởi tạo cái component con này, thì chúng ta thấy là cái việc khởi tạo component có trước, đúng không? Rồi sau đó nó mới khởi tạo xong cái giao diện rồi, nó mới gọi đến cái hàm ordinate. Đó là khi nó khởi tạo xong giao diện component. Thì đây là hai cái chỗ mà hoàn toàn khác nhau mà chúng ta đặc biệt phải chú ý để xử lý. Thì cái chỗ này người ta thường dùng để làm gì? Cái chỗ mà ở chỗ khởi tạo ấy, người ta thường được sử dụng để khởi tạo các cái thư viện, đúng không? Các cái biến toàn cục, vân vân. Nhưng ở cái phần này chúng ta không được tương tác với giao diện, không được tương tác với giao diện ở cái hàm khởi tạo này, bởi vì lúc khởi tạo chưa có giao diện để mà tương tác đâu, đúng không? Ở cái này thì mới là cái chỗ mà có thể tương tác với giao diện. Đấy, thì đây mới là cái chỗ mà chúng ta sẽ làm việc với dữ liệu, ví dụ như là lấy dữ liệu từ server. Và hiển thị lên giao diện, đúng không? Thì các em chú ý nhá, đây là hai cái hàm mà chúng ta hay dùng nhất trong một cái component. Một cái hàm để khởi tạo ra các cái thư viện, biến toàn cục, vân vân. Đó chính là hàm khởi tạo. Và một cái hàm để nó có thể tương tác với giao diện lần đầu khi mà cái component nó hiển thị lên. Thì chúng ta có thể tương tác vào giao diện vào cái hàm ng ordinate này. Nó còn vài cái hàm sự kiện khác, nhưng mà chắc là chúng ta cũng ít dùng, hoặc khi nào dùng thì chúng ta sẽ tự biết, tự mà tìm các cái tài liệu, rồi là xem chức năng nó làm thế nào, thì có thể em sẽ thấy các ví dụ mà ta dùng đến các cái hàm sự kiện khác. Chứ còn mặc định thì chắc là chúng ta chỉ cần quan tâm đến ba cái này là đủ. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần chính của buổi hôm nay, đó chính là form. Form nó là cái gì? Form đó chính là cái phần để giao diện để mà chúng ta có thể nhập dữ liệu vào, đúng không? Chúng ta có thể nhập dữ liệu vào. Thì các ví dụ về form thì có rất nhiều. Ví dụ như là đăng ký, đúng không? Nhập username, password, đã đăng nhập. Sau đó, hai cái gần đây nhất là mà có lẽ là chúng ta phải dùng rất nhiều gần đây, đó chính là cái khai báo y tế, đúng không? Cũng là một cái form. Trên cái form đó thì các em phải nhập rất nhiều thứ. Thì kiểu của các dữ liệu nhập vào thì nó có thể là text, ví dụ như họ tên. Nó có thể là các cái ô để chúng ta có thể lựa chọn giá trị, đúng không? Ví dụ như là thành phố chẳng hạn. Nó có thể là các cái kiểu lựa chọn cái này hoặc cái kia. Đấy, ví dụ như là nam hoặc là nữ,
chẳng hạn. Đấy. Hoặc là nó có thể có các cái kiểu nhập dữ liệu mà phức tạp hơn. Đấy. Ví dụ như là nhập ngày tháng, nó hay có một cái công cụ để chúng ta có thể chọn ngày tháng của một cái lịch chúng ta đưa vào. Đấy. Thì các thành phần trên form nó khá là đa dạng. Khá đa dạng. Đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cách là làm việc với cả form như thế nào cho hiệu quả. Thì để làm việc với form trong Angular thì form trong Angular nó có hai phương pháp làm việc với form. Kiểu thứ nhất là kiểu chính quy, gọi là reactive form. Gọi là kiểu chính quy bởi vì đây là cái kiểu mà nó có thể dùng cho bất kỳ một cái form nào. Nó tường minh, nó có cấu trúc và nó có tất cả các cái ưu điểm mà chúng ta cần để làm việc với cả một cái form. Còn kiểu thứ hai đó là cái kiểu mà chỉ dành cho các cái form đơn giản, chỉ là các cái chú thích về mặt dữ liệu đơn giản để mà chúng ta có thể lấy được dữ liệu từ form mà không có các cái tùy biến nâng cao, không có phần tổ chức dữ liệu quy củ trong một cái form. Thì với reactive form thì đây chính là cái cách chính thức, cái cách cơ bản, cái cách chính quy mà chúng ta tạo ra một cái form. Thì chúng ta xem một cái reactive form thì làm như thế nào. Thì để sử dụng được reactive form thì đầu tiên là chúng ta cần phải đăng ký cái module cho cái reactive form. Và chúng ta sẽ đăng ký cái module này ở trong cái một cái file cấu hình, đó là app.module.ts. Thế đăng ký như nào? Đăng ký là chúng ta sẽ thêm vào cái phần import ấy. Phần import chúng ta thêm vào reactive form module. Thì khi thêm cái này thì thường là cái IDE của chúng ta nó sẽ tự động thêm cái phần import trên này. Đấy. Hoặc là nếu mà nó không thêm hoặc em thấy nó thêm chưa đúng thì chúng ta sửa nó lại. Thì đó là cái phần import reactive form module từ cái Angular form. Đấy, import cái này vào ở cái file app.module.ts. Sau đó thì khi làm việc với reactive form thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cấu trúc dữ liệu để mà lưu lại cái dữ liệu của một cái form. Tạo ra một cấu trúc dữ liệu để lưu dữ liệu của một form. Thì dữ liệu trên một cái form, em hình dung nó là một cái cấu trúc dữ liệu, đúng không? Mà mỗi một cái chỗ mà chúng ta nhập dữ liệu vào trên cái form đó, chúng ta phải coi nó là một cái trường dữ liệu. Và đây chúng ta sẽ xây dựng ra một cái cấu trúc dữ liệu gồm các trường dữ liệu tương ứng với cả các cái thành phần trên một cái form. Để làm gì? Để mà sau đó chúng ta sẽ gắn kết tương ứng giữa mỗi một cái dữ liệu của cái cấu trúc dữ liệu form với cả cái thành phần mang dữ liệu của cái dữ liệu đó trên cái form HTML. Đây, thì ví dụ nhất, ví dụ đơn giản nhất, chúng ta có một cái form đăng nhập, đúng không? Form đăng nhập. Thì ở đây, form đăng nhập thì đầu tiên cái hàm khởi tạo chúng ta sẽ khai báo ra một cái thuộc tính gọi là form builder. Đây là cách mà chúng ta khai báo ra một cái thuộc tính như này trong hàm khởi tạo. Khai báo ra một cái thuộc tính form builder. Tên của cái thuộc tính đó là FB. Sau đó thì chúng ta khai báo ra một cái thuộc tính. Đây chính là cấu trúc dữ liệu của một form. Ví dụ như là login form chẳng hạn. Chúng ta tạo ra từ cái form builder này, chúng ta tạo ra một cấu trúc dữ liệu bao gồm có hai trường username và password. Đúng không? Username password. Thì hai cái trường này nó nằm trong một cái JavaScript object. Đây là một cái object thôi. Thì hai cái trường username password này nó sẽ tương ứng với hai cái gì? Nó sẽ tương ứng với cái hai ô nhập dữ liệu là username và password. Đây, ở đây chúng ta có một cái
HTML template đúng không? Đấy, thì ở đây cái form trong cái HTML này nó sẽ có hai cái trường dữ liệu, đó là username, nhập username, thẻ input nhập username và một cái thẻ input nhập password. Và hai cái trường dữ liệu này chúng ta sẽ liên kết dữ liệu với cả cái login form một cách nào. Thì chúng này có hai chỗ liên kết nhá. Chỗ liên kết thứ nhất là chúng ta liên kết ở cái tổng thể, đó là liên kết cả cái form chứa hai cái ô nhập này với cả cái đối tượng dữ liệu login form chúng ta tạo ra là một cái thuộc tính trong cái TypeScript, đúng không? Cái này login form này, cái này khai báo cái login form cho cái form trong HTML. Cái gắn kết dữ liệu thứ hai, chúng ta sẽ gắn kết từng cái trường dữ liệu trong cái login form này. Cái thuộc tính là username, chúng ta sẽ gắn kết nó với cả cái ô input dành cho username bằng cái form control name này. Tương ứng với cái password cũng thế, đúng không? Như vậy là chúng ta đã gắn kết được cái dữ liệu, đúng không? Gắn kết được cái dữ liệu giữa cái thẻ trên HTML và một cái thuộc tính dữ liệu nằm trong một cái cấu trúc dữ liệu form trong cái file TypeScript. Đến khi mà xử lý sự kiện submit thì ở đây chúng ta có thể xử lý cái sự kiện submit bằng cách là sử dụng một cái chỉ dẫn ng-submit, đúng không? Sau đó thì khai báo cái hàm xử lý sự kiện submit cho cái form này. Và sau đó chúng ta thiết lập ra một cái nút có kiểu là submit. Thì khi nhấn vào cái nút đó thì nó sẽ gọi ra cái hàm onSubmit. Và cái hàm này để chúng ta sẽ làm cái gì thì tùy. Muốn làm cái gì thì làm. Có thể gửi nó lên server hoặc là thực hiện một cái tác vụ nào đó. Thì đó là các bước làm việc Reactive Form. Các em có thể thấy là nó khá là phức tạp, đúng không? Nó qua rất nhiều bước. Nhưng các bước đó là cần thiết để mà chúng ta có thể làm việc được dữ liệu với form một cách có tổ chức. Đấy, với cách này là chúng ta có thể làm cái form phức tạp đến bao nhiêu cũng được, trong đó chứa các thành phần liên kết với nhau phức tạp đến bao nhiêu cũng được, đúng không? Bởi vì chúng ta đang ánh xạ các dữ liệu trên form vào một cái đối tượng dữ liệu trong cái file TypeScript. Vì thế cho nên chúng ta sẽ quản lý ở cái mức đối tượng, chứ không phải là ở cái mức mà từng cái trường dữ liệu riêng biệt nữa. Bây giờ thì để demo cho cái này thì có lẽ là thầy sẽ tạo ra một cái ví dụ khác nhé, một cái project khác đi. Rồi, các em nhấn con sơn C 2 lần thì mà chúng ta thoát khỏi cái này. Bây giờ thì sẽ CD lại cái thư mục trước của cái này. Sau đó chúng ta sẽ tạo ra một cái project khác. App form chẳng hạn.
Phụ pháp có đây là new. New app form. Các em đặt tên gì cũng được nhá, nhưng mà chú ý cái quy cách đặt tên đó là gì nhỉ? Tất cả đều viết thường. Còn nếu như mà tên bao gồm có nhiều các cái từ nối với nhau thì chúng ta nối nó bằng dấu gạch ngang. Đây là cái quy cách đặt tên project trong Angular. Chúng ta chưa cần grouting này. Luật the CSS. Chúng ta đợi một chút để cho nó khởi tạo xong cái project. Trong thời gian đó thì chúng ta tiếp tục với cả cái form. Thì cái thao tác dữ liệu cơ bản nhất của một cái form đó là gì? Đó chính là submit, đúng không? Submit. Thì submit ở đây thì trong sự kiện submit thì chúng ta có một cái nhu cầu, đó là chính là lấy ra dữ liệu mà chứa ở trên cái form hiện tại. Để lấy ra dữ liệu chứa trong form hiện tại thì chúng ta lấy từ đâu? À, ở đây chúng ta lấy nó ra từ cái cấu trúc dữ liệu mà nó đang được liên kết với cả các cái thành phần trên form. Chứ chúng ta không lấy trực tiếp từ các cái thẻ input trên form. Em chú ý nhá, chúng ta không lấy dữ liệu trực tiếp từ thẻ input mà chúng ta lấy dữ liệu từ các cái đối cấu trúc dữ liệu mà nó đang liên kết với cả các thẻ input đó. Cụ thể ở đây là thể lấy ra dữ liệu gì nhỉ? Dữ liệu hai cái ô username và password bằng cách nào? IO này, username này, password này, bằng cách nào? Bằng cách là lấy ra từ cái cấu trúc dữ liệu login form. Thì đó là cái chiều lấy ra. Vậy thì còn có chiều khác không? Chúng ta có thể cập nhật được dữ liệu lên form không? Từ trong code không? Đấy. Câu trả lời là hoàn toàn được. Chúng ta có thể tiến hành thiết lập cái giá trị lên trên cái các thẻ input trên form thông qua cái cấu trúc dữ liệu mà đang liên kết dữ liệu với cái form đó, đúng không? Đó chính là cái login form này. Thầy có thể chủ động đặt giá trị cho các cái username và password lên trên cái form bằng cách là chúng ta đặt giá trị cho các trường username và password trong cái cấu trúc dữ liệu login form. Thì đây là ví dụ để set value cho toàn bộ một form. Còn nếu mà muốn set value cho từng cái đối tượng trên cái form đó, chúng ta sử dụng patch value. Cú pháp cũng tương tự thôi, đúng không? Đều là truyền vào một cái object mà nó mang cái thuộc tính tương ứng với cả tên của cái thuộc tính trong cái login form này. Rồi có vẻ như nó đã init xong rồi đấy. Chúng ta đã cd đến cái app form. Rồi ng serve open. Thầy sẽ bỏ cái này đi nhá. Chúng ta sẽ mở cái app form ra.
Chúng ta làm việc với cả một cái project mới cho nó sạch. Rồi, trong cái app mà trong cái file cái project mới này thì chúng ta đang hiện tại là chỉ có một cái component duy nhất thôi, đó chính là component gốc, đúng không? Xóa bớt đi. Đây, xóa bớt đi. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái form trên này. Chúng ta sẽ tạo nhanh thôi. Chúng ta sẽ không cần quan tâm đến mấy cái trang trí hiển thị làm gì. Có hai cái thẻ input. Hai cái dấu xuống dòng và một cái nút submit, đúng không? Không thể quên một cái nút submit. Đây, đây là một cái form login. Mình thể tạo nhanh nó ra, đúng không? Nó bao gồm cái IO, username và password và một cái nút để login. Thì bây giờ chúng ta xử lý cái form này như nào? Thì bây giờ chúng ta phải trải qua các cái bước làm việc với form. Đầu tiên là gì? Đầu tiên chúng ta phải khai báo cái thư viện, khai báo cái module form mà chúng ta dùng, đúng không? Thì ở đây đăng ký cái module reactive form ở trong cái file app.module.ts. Chúng ta thêm cái import cái reactive form module. Rồi, đến file app.module.ts. Bỏ vào đây reactive. Form. Xem là thấy biết có đúng không? Sau đó chúng ta thêm cái import reactive form module trong cái Angular form. Rồi, như vậy là xong bước đăng ký. Thì nói thêm một chút về cái app.module.ts. Đây là cái file cấu hình rất quan trọng trong Angular. Khi mà game tạo thêm một cái component, nó sẽ được khai báo vào đây. Hiện tại chúng ta có một cái component thôi. Nếu mà chúng ta tạo thêm, nó sẽ được khai báo nối xuống dưới này. Khi mà chúng ta sử dụng một cái module nào đó, ngoài các cái module mặc định, chúng ta cũng khai báo các module đó vào đây.
Khi mà chúng sau này khi mà chúng ta học đến cái phần phân trang, cái phần mà tiến hành cái điều hướng trang, chúng ta sẽ lại cấu hình vào trong cái phần này, trong cái file app.module.test này. Đây là cái file cấu hình rất quan trọng cho Angular. Rồi, bây giờ phần khai báo đã xong. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cả cái component của mình. Bước tiếp theo, chúng ta tạo ra một chúng ta khai báo một cái đối tượng farm builder. Thì ở khai báo ra một đối tượng farm builder thì ở đây chúng ta đã sử dụng hàm constructor. Hàm constructor. Trong TypeScript thì có một cách để mà chúng ta khai báo ra các tác dụng chính của lớp. Đó là khai báo ngay ở trong cái phần tham số của cái constructor này. Nghe khá đặc biệt đúng không? Đấy, nhưng đó là cái kiểu của nó. Đấy, chúng ta cứ dùng theo thôi. Thầy sẽ khai báo ra một cái kiểu, một cái lớp tên là FB, à một cái thuộc tính tên là FB có kiểu là form builder. Form builder đúng không? Đấy, thì cái form builder nó sẽ lôi ra từ cái Angular form. Thế thôi. Đấy. Thì cái câu lệnh này sẽ là câu lệnh khai báo thuộc tính. Thì cái khai báo này nó có cái lợi đó là nó khai báo nhưng mà nó phải tạo luôn cho mình cái biến FB này. Nó có thể dùng ngay được. Rồi. Sau khi xong cái này thì chúng ta làm gì nữa? Chúng ta tạo ra một cái đối tượng dữ liệu mà cái dữ liệu của nó sẽ được ánh xạ với cả cái dữ liệu trên form. Để tạo ra một cấu trúc login form. Tên là login form. Bằng this.fb. Sau đó chúng ta tạo ra một cái group. Trong cái group này đó là một cái cấu trúc dữ liệu. Ok. Cấu trúc dữ liệu đó bao gồm có một trường username. Đây là 2 chấm. Và nó có một cái trường là password. Cái này là cái gì? Đấy, thì thực ra cái này đây là cái chỗ mà chúng ta thiết lập các cái cấu hình dành cho các thuộc tính này. Nó không phải giá trị đâu nhá. Đó là các cấu hình dành cho các thuộc tính này. Chúng ta đã set xong. Rồi. Bây giờ chúng ta đã tạo ra được một cái cấu trúc dữ liệu và nó có các cái trường dữ liệu tương ứng với cả các cái form. Nhưng mà thực chất thì hai cái này vẫn chưa liên quan đến nhau. Nha, hai cái này, cái login form này với cả cái form ở trên trang template chưa liên quan đến nhau. Đúng không? Chúng ta muốn liên quan đến nhau, chúng ta đến bước thứ ba. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ gắn kết dữ liệu. Đầu tiên chúng ta gắn kết được cái từng form trước. Gắn kết ở đây chúng ta sẽ gắn kết cái form group cho cái thẻ form này bằng cái dữ liệu form group là tên của cái cấu trúc dữ liệu login form mà mình đặt ở đây. Đúng không? Đấy. Đó chính là cái login form. Sau khi gắn kết cái này xong thì những cái ở bên trong form này, những cái bên trong form này chúng ta sẽ gắn kết nó với các cái trường trong cái login form. Bằng cách nào nhỉ? Ở đây chúng ta có form control name. Một thuộc tính là form control name bằng, sau đó thì sẽ gắn kết cái username cho cái thẻ input tương ứng với cái username.
và chúng ta gắn cái password với cái thẻ input tương ứng cái password. Cái password này có để text nhá, cho dễ nhìn. Rồi. Thì khi gắn kết dữ liệu như này thì chúng ta sẽ đánh xạ được cái dữ liệu từ trong cái cấu trúc dữ liệu login form đến từng cái input trong cái form, trong cái form HTML này. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý cho cái submit. À thôi, chưa nói đến cái submit vội. Xếp lại đã. Rồi, các em thấy như này. Khi nhấn login thì nó chưa xử lý cái gì cả. Thì bây giờ đến cái phần tiếp theo. Xử lý sự kiện cho nó submit. Thì để xử lý sự kiện cho nút submit thì ở đây chúng ta sẽ thêm vào một cái chỉ dẫn để cho biết là cái form này khi mà submit thì nó sẽ do cái hàm nào xử lý nó. Ở trong cái ví dụ về với Spring MVC chứa JSP là khi mà chúng ta nhấn submit thì nó sẽ gửi cái thông điệp lên server, đúng không? Đấy, nhưng với cái frontend này thì khác. Tất cả các sự kiện trong frontend thì frontend sẽ xử lý ý, chứ không phải là gửi lên server. Đấy. Thì ở đây khi nhấn submit thì chúng ta sẽ muốn có một cái hàm xử lý cái submit này. Thì sẽ tạo ra một cái hàm nhé. Trong này chúng ta sẽ khai báo ra một cái hàm on submit. Thì cái tên của nó là gì cũng được. Viết ra đây. Một cái log. Rồi. À, chúng ta chưa gắn sự kiện submit, chưa gắn con submit này cho cái HTML. Chúng ta gắn kết sự kiện submit, một on submit. Ừ, hình như thế thiếu cái lời gọi tham số ở đây. Đấy. Thì đây khi gọi đúng cái
cái hàm on submit thì khi mà chúng ta submit cái form, các em sẽ thấy là nó gọi đến cái hàm on submit của chúng ta, đúng không? Như vậy chúng ta đã bắt được cái sự kiện submit của cái form này. Vậy thì bây giờ chúng ta lấy ra các cái thuộc tính của cái submit, của cái form như nào. Thì chúng ta sẽ lấy nó ra bằng cách là chúng ta không lấy trực tiếp từ các cái thẻ này, đúng không? Không lấy trực tiếp từ các cái thẻ input này, mà chúng ta lấy dữ liệu từ các cái dữ liệu đang liên kết với cái thẻ input này. Đó chính là các cái username và password nằm trong cái cấu trúc dữ liệu login form. Thì chúng ta lấy nó ra bằng cách gì nhỉ? Truy cập đến cái login form, sau đó truy cập đến cái phần value của nó và lấy ra dữ liệu theo các cái trường. Thì cái này thì sẽ lấy thêm dữ liệu log nó ra đây nhá. This login form value username. Password, đúng không? Thì nó tương ứng với hai dữ liệu trong cái cấu trúc dữ liệu login form này. Đó. Thì các em thấy chúng ta lấy được dữ liệu của form, đúng không? Thì lấy ra dữ liệu rồi chúng ta làm gì? Chúng ta cần làm bất kỳ thứ gì chúng ta muốn. Ví dụ trong trường hợp login này, sau khi lấy ra được username password rồi, chúng ta có thể gọi đến một cái lệnh, gọi đến cái API login lên trên server, đúng không? Sau đó chúng nó sẽ trả về kết quả login. Nhưng mà cái việc gọi như thế nào chúng ta sẽ học ở phần sau. Thì đấy là cái phần lấy dữ liệu. Còn theo chiều ngược lại, chúng ta muốn đặt dữ liệu lên form thì sao? Lấy ví dụ như là trong khai báo y tế, đúng không? Các em chọn thành phố. Thì những cái ô chọn quận chẳng hạn, hay chọn xã chẳng hạn, thì những cái ô đấy nó sẽ tự động, nó sẽ cập nhật theo cái thành phố mà chúng ta chọn, đúng không? Ví dụ chọn Hà Nội thì cái ô mà chọn quận thì nó sẽ là chọn Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Còn nếu mà chúng ta chọn thành phố Hồ Chí Minh thì các cái ô chọn quận nó sẽ là quận 1, quận 2, quận 3, vân vân. Vậy thì ở đây cái việc mà cập nhật dữ liệu lên trên theo chiều ngược lại từ cái code, đúng không? Từ cái phần code này, cập nhật dữ liệu lên trên cái form HTML. Thì cái cơ chế cập nhật đó chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là cập nhật dữ liệu cho toàn bộ cái form bằng cái lệnh set value cho cả login form, và chúng ta điền các dữ liệu ở các trường tương ứng vào. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng fetch value để mà truyền dữ liệu cho từng cái thành phần riêng lẻ trên form. Giả sử như đây nhá, ở đây thì sẽ muốn là chúng ta xóa đi password sau khi nhấn đăng nhập, đúng không? Chúng ta xóa đi cái trường password sau khi nhấn đăng nhập. Để mà nếu mà đăng nhập thành công thì nó dẫn sang trang khác, mà nó đăng nhập thất bại thì có nghĩa là cái dữ liệu và password bị sai, đúng không? Thì chúng ta xóa đi, tất cả chúng ta nhập lại. Thì làm thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ chủ động cập nhật lên this login form patch value, và ở đây chúng ta truyền lên một cấu trúc dữ liệu. Trong cấu trúc này thì chúng ta muốn sửa cái trường nào thì chúng ta viết tên của trường đó vào, ví dụ user
password chẳng hạn. Thế thì cho nó rỗng. Đúng không? Password bất tường rỗng. Login. Đấy. Các em thấy sau khi xử lý xong cái login, chúng ta cho bắt có bằng rỗng thì cái trường dữ liệu, cái dữ liệu trong thẻ input của cái password này đã bị xóa đi. Đấy. Bởi vì nó được đồng bộ với cả cái dữ liệu trong cái login, cấu trúc dữ liệu login form. Đấy. Thì đây cũng là một cái ví dụ cho chúng ta thấy là cái dữ liệu trong Angular nó là dữ liệu binding hai chiều, đúng không? Là kết hai chiều. Chúng ta gắn kết login form với cả cái form này. Đó là một loại gắn kết hai chiều. Chúng ta có thể lấy dữ liệu từ trên cái phần mà chúng ta nhập dữ liệu trong cái thẻ input này xuống thông qua cái login form. Và ngược lại, chúng ta có thể đẩy dữ liệu vào cái login form này thì nó cũng lập cũng cập nhật luôn lên trên các cái thẻ input này. Đó chính là cái tính chất nên gắn kết hai chiều. Nó là một đặc điểm cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta lập trình front end. Nó giúp cho cái việc lập trình front end, lập trình một website thì giống như là lập trình app vậy. Trong các nền tảng lập trình khác, ví dụ lập trình các cái ứng dụng desktop, đúng không? Lập trình C Sharp hay là lập trình Java thì cái gắn kết hai chiều này có thể coi là nó là mặc định. Nó là mặc định. Nhưng mà trong web thì nó không mặc định như thế. Thì các cái nền tảng front end nó cố gắng làm cho cái việc liên kết dữ liệu hai chiều này nó dễ dàng hơn. Để chúng ta có thể có cảm giác lập trình web giống như là lập trình đứng các ứng dụng desktop thông thường. Rồi, còn một chút về cái valid các cái giá trị trong Angular thì thầy sẽ để sau. Bây giờ chúng ta nghỉ 5-10 phút nhé. Các em có thể tạo ra một cái project hoặc làm việc luôn trên cái project ban đầu cũng được, xóa hết đi. Sau đó thì chúng ta nhập thử một cái form lên. Đấy. Có thể là form login, hoặc có thể là form đăng ký, hoặc cái form nào đó mà chúng ta thì sau đó chúng ta thử nghiệm với việc gắn kết dữ liệu giữa một cái cấu trúc dữ liệu trên form. Giữa một cái cấu trúc dữ liệu trong file TypeScript với cái form, gọi là form phần lý đi. Đúng không? Trên cái HTML template.